Hello anh em nhé, hôm nay sẽ dẫn anh em đi lắp cái gói nét 1 của Viettel. Và có một cái bất ngờ dành cho anh em, đấy là cái gói nét 1 hiện nay ấy, thì sẽ được trang bị là cái wifi 2 băng tần. Wifi 2 băng tần anh em nhé. Ngày trước thì phải nét 2 trở lên. Cái gói 180.000 thì mới được thiết bị 2 băng tần. Tuy nhiên thì đợt này cái thiết bị 1 băng tần là hết, cho nên là cái gói nét 1 mà anh em lắp đặt cái cước 165.000 ấy thì vẫn được trang bị là wifi 2 băng tần. Thôi anh em chúng ta đi nhá, lắp nhá. Ở đây lắp thuê bao khá là gần. Thuê bao này có độ 70 mét thôi. Rất đơn giản thôi. Đây, đợt trước nhà khách cũng có lắp rồi nhưng mà sau đấy không dùng nữa. Bây giờ lại lắp lại, bây giờ giáp Tết rồi lại lắp lại. Quay được. Đây, định lại lên. Đây. Xong anh em kéo ra ngoài kia thôi. Hộp nó ở ngay ngoài này này. Tường khá là cao đấy. Những cái nhà thuê bao nó gần như này thì anh em kéo rất là nhanh rồi. Tầm 30 phút là xong. Nhưng thuê bao nào xa thì mới mất thời gian thôi. Cái đợt giáp Tết là mà anh em lắp đặt cái gói nét 51 sẽ được trang bị wifi 2 băng tần. Nên anh em lắp mùa này thì rất là tốt. Không phải dùng cái gói nét 2 nữa. Cái gói nét 2 thì nó hơn nhau chỉ có 20.000 thôi. Cái gói nét 1 là 165.000 một tháng. Còn nét 2 là 180. Rồi, xong mấy cái gói nét kia thì mình cứ cộng dồn lên thôi. Nó chỉ tranh nhau mấy chục nghìn một tháng thôi.
Giáp Tết này thì cái chương trình khuyến mại thì nó cũng chả có gì anh em nhá. Nó vẫn như vậy. Tôi chưa thấy Viettel nó thay đổi mấy về cái gói cước thấp cả. Chỉ có khi nào các bạn lắp cái gói cao thì mới có nhiều khuyến mại thôi. Còn gói 165.000 thì đợt này có hơi thay đổi một tí là anh em lắp sẽ được trang bị wifi 2 băng tần. Còn có cái đợt đầu tiên mới ra thì cái gói 165 sẽ bao gồm cả tivi đợt này thì. Nhưng mà cách đây khoảng độ 3-4 năm rồi. Từ đợt năm 2016 cơ. Đợt đầu tiên có cái cáp quang GPON triển khai đấy. Cái dây cũ này đấy ạ. Trời mùa này đi triển khai nó khá là bẩn anh em ạ. Bởi vì mùa này thì ngoài miền Bắc này thì hay mưa. Nó mưa gần như là suốt ngày ấy. Nhưng mà ở đây là nó mưa nhỏ thôi chứ nó không mưa to. Đấy, ở đây. Nói đi. Em nói anh không nói. Anh nói chú không nói. Em nói. Việc chưa? Hả? Còn việc không? Địt mẹ còn nhiều lắm. Nhiều à? Thế ông Công lên chi nhánh có Tân Hà không đấy? Chưa quên chưa đặt rồi. Anh muốn đặt thêm cái gì ạ? Đặt lên mấy con truyền hệ chiếu chiếu về cho anh em nó dùng. Mẹ thằng nhá, ông kêu chiếu ông cuốn tổng hồ còn 7-80 con. Thế à? Rồi. Tí nữa đâu. Làm luôn đi, ông không đang lên đấy. Ừ. Anh lên dưới dối hoạt lại gà rồi. Ừ. Nha. Ừ.
Đây anh em nhé, đây là cái wifi 2 băng tần này. Đấy, model của nó là VG421WD này. Sau khi đã cài xong rồi thì anh em thực hiện đổi tên wifi và cái mật khẩu wifi thôi. Admin này. Mật khẩu cái bên dưới là WT đăng nhập. Cảm suri. Một hai ba bốn a cộng 1 2 3 4 8. Đây wifi 2 băng tần đây nhá. Đây là wifi 2 băng tần này. Ở đây mình sẽ đặt chế độ tự động chuyển cái băng tần. Khi mà đi xa đây này, khi bật chuyển băng tự động wifi cả 2 băng tần luôn luôn bật. Đồng thời kiểu xác thực của mật khẩu của wifi được đặt giống nhau. Để tắt wifi vui lòng tắt chuyển băng tự động trước. Đấy. Sau khi đã làm hoàn thiện xong thì anh em cập nhật hồ sơ điện tử ở trên hệ thống tem nhãn này. Mặt sau này. Đây, và chúng ta sẽ chụp toàn cảnh của cái wifi mình đã đặt. Đây, chụp toàn cảnh này. Ok. Khi mà làm xong hết thì anh em mới để quấn ở ngoài này nhé, tránh cái trường hợp mà nó dư nhiều dây quá, dư nhiều dây quấn ở trong nhà khách hàng nhìn nó xấu thôi. Đấy mọi người nhá, làm một tí là xong cái triển khai của Net 1 165.000 và được trang bị wifi 2 băng tần. Thôi, video xin tạm dừng tại đây. Hẹn với mọi người video tiếp theo nhé. Xong hết rồi.